1. Đứng nghiêng người, hai tay đưa hai bên. Giáng 2. Hai tay giang hai bên đổ người về phía trước hái hoa. Giáng 3. Vẫn hái hoa, nhưng một tay thu về ở bụng. Giáng 4. Hai tay đỡ hoa, mắt nhìn é ấp. Giáng 5. Hai tay giang rộng ngoảnh mặt nhìn sang, dáng tựa tiên bay lên.